cuộc tấn công của Ukraine vào vùng quốc của Nga đã đến tháng thứ ba, và giới chức Mỹ tin rằng Ukraine sẽ có thể giữ quân trên lãnh thổ Nga thêm ít nhất vài tháng nữa, theo Bloomberg. Hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Ukraine hiện không phải đối mặt với khó khăn đáng kể nào về tiếp tế ở vùng quốc. Trong khi đó, các lực lượng Nga chỉ tiến hành các cuộc phản công hạn chế và vẫn đang tập trung vào việc tiến vào miền đông Ukraine. Ngoài ra, các quan chức lưu ý rằng sau nhiều tháng thiếu đạn pháo, quân đội Ukraine hiện đang nhận được nguồn cung cấp đạn dược ổn định. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố Ukraine có thể sử dụng phần lãnh thổ này làm đòn bẩy một khi có các cuộc đàm phán với Nga. Nhân sự kiện đánh dấu 2 tháng chiến dịch quốc bắt đầu, Tổng thống Zelensky hôm 6 tháng 10 đã chúc mừng quân đội vì đã đẩy khói lửa xung đột vào đất Nga. Ông Zelensky khẳng định cuộc tấn công quốc đã làm chậm bước tiến của Nga ở miền đông Ukraine. Nhưng theo hãng tin Reuters, tinh thần của các binh sĩ Ukraine tại quốc không quá lạc quan. Một số quân nhân Ukraine cho rằng nếu chiến dịch quốc là kế hoạch ngắn hạn thì có thể giúp tăng sĩ khí của quân đội. Nhưng nếu diễn ra trong thời gian dài, chiến dịch này có nguy cơ sẽ vắt kiệt các nguồn lực chính của Ukraine trong bối cảnh Nga đang tăng nhịp độ cuộc xung đột. Một số binh sĩ nhận định chiến dịch tấn công vùng quốc đã tạo ra bức tranh tuyên truyền đẹp đẽ rằng Ukraine có thể chinh phục và tiến hành các hoạt động tấn công và buộc người Nga phải cảm nhận không khí xung đột ngay tại quê hương mình. Tuy nhiên, theo hãng AFP phân tích dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISW, Moscow chính trong tháng 8 đã kiểm soát thêm 477 km2, là bước tiến theo thang lớn nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022. Đến tháng 9, quân đội Nga đã kiểm soát thêm thị trấn có địa thế chiến lược Volida và đà tiến tại miền đông vẫn tiếp diễn. Ông Johan Misen, nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược IES de Lyon của Pháp, đánh giá cuộc tấn công của quân đội Nga đang tăng tốc và Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề. Theo ông, hiện rất khó để đánh giá cuộc tấn công quốc đã đạt được bao nhiêu mục tiêu. Theo AFP, chiến dịch này quốc cũng nhằm thúc đẩy tốc độ viện trợ của Mỹ và các nước phương Tây, đồng thời có thể tạo tiền đề cho một cuộc đàm phán có lợi cho phía Ukraine. Tuy nhiên, đến nay triển vọng về hòa đàm vẫn còn xa vời. Ông Olivier Kem làm việc tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FSA Pháp, đánh giá Nga có thể biến thất bại ban đầu này thành một tài sản chiến lược thực sự, trong khi việc gia tăng nhuệ khí binh sĩ ở phía Ukraine chỉ mang tính tạm thời và đang dần mất đi. Theo chia sẻ của binh sĩ với hãng tin AFP, ở mặt trận phía đông Ukraine, nhiều binh sĩ tỏ ra lo ngại rằng Ukraine có thể bị sa lầy ở quốc. Bởi theo các binh sĩ, điều quan trọng là làm gì tiếp theo, lấy đâu ra nhân sự, sức mạnh và phương tiện để tiếp tục chiến dịch đó hoặc bằng cách nào kết thúc nó. Và Chúa mới biết câu chuyện này sẽ kết thúc thế nào. Cuộc tấn công của Ukraine vào vùng quốc của Nga đã bước sang tháng thứ ba, và giới chức Mỹ tin rằng Ukraine có thể duy trì quân trên lãnh thổ Nga thêm ít nhất vài tháng nữa. Tuy nhiên, tinh thần của các binh sĩ Ukraine tại quốc không quá lạc quan. Một số quân nhân lo ngại cuộc tấn công quốc có thể khiến Ukraine bị sa lầy và vắt kiệt các nguồn lực chính. Trong khi đó, quân đội Nga đang tăng tốc tấn công và Ukraine phải chịu tổn thất nặng nề. Hiện chưa rõ cuộc tấn công quốc đã đạt được bao nhiêu mục tiêu, nhưng nó có thể thúc đẩy tốc độ viện trợ của Mỹ và các nước phương Tây, cũng như tạo tiền đề cho một cuộc đàm phán có lợi cho phía Ukraine.